Xin chào mọi người, hôm nay mình lại quay lại. Trước hôm nay mình chưa ăn một bộ loại bún mà người thích, đó là bún chả Obama. Trước khi mọi người xem chương trình này, hãy ủng hộ kênh của mình Dũng Trần nhé. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem bún chả mình mua ở Lê Văn Hưu. Bút sấp bún chả mình mới mua với em. Đây là rau này, nước mắm này, bún này, và đây là hộp thịt. Rồi cho thêm cả cái này nữa, ăn kèm theo bún chả phô mai. Đây mọi người nhìn đây, suất bún chả có chả băm, mấy chả băm này, rau này, bún này. Mình không ăn được nem cua bể nên mình chỉ mua chả suất bình thường thôi. Đấy mọi người nhìn ngon không? Đấy. Đấy. Mình đã quảng cáo bún chả Boma ở Lê Văn Hưu nhưng mà không biết chỗ đấy, mình quên tên rồi, số nhà bao nhiêu, nên mọi người nhớ ra đây ăn ủng hộ nhá. Và đây là bún chả Hương Liên Lê Văn Hưu. Bây giờ chào mọi người mình ăn nhá, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye.